Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop mai vàng của Lễ Tâm để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha quý vị. Mai thôi có tàn có ha. Ở phía trước sân nè, còn tàn đẹp không ha, nhiều màu luôn ha. Rực rỡ luôn. Rồi, chào Tâm, chào anh Tấn ha. Kính chào quý vị gần xa yêu mai vàng. Hôm nay Tâm về mai tàn với mai phôi. Mong anh chị cô chú xem ủng hộ dùm Tâm, địa chỉ Tâm ấp Bình Long, sông Bình, Chài Gạo, Tiền Giang đang bán bên ship toàn quốc nha anh chị. Rồi mời cô chú anh chị xem mã số 1 ha. Rồi mã số 1 đây quý vị, một em mai tàn ha. Rồi tán ngang như vậy em. Ngang 1m3. Rồi em này cao khoảng 1m6 nha quý vị. Rồi vô hoành bảo từ xa luôn. Cái hoành 20.5. Rồi 20.5 hoành. Rồi đọc chủ đây ha. Rồi dừng lại luôn Tâm. Nút nụ em nói ra quý vị. Đó. Bự ha. Nhiều lắm nha quý vị. Đó, đặt cây luôn nha. Chỗ nào cũng vậy nha quý vị. Đó. Rồi xương cành. Xương cành cũng lực không ha. Là mã số 1. Giao luôn bao nhiêu đây? Rồi mã số 1 này 400 nha anh chị. 400 rồi quý vị. Dạ. Rồi xuống cây luôn, 400 mà giao tới nhà luôn. Rồi tiếp tục lên mã số 2. Rồi mã số 2. Mã số 2 thì em này cao khoảng tầm 1m4, tán ngang khoảng 1m đâu quý vị. Rồi cái quanh 17. Rồi 17 quanh. Thì cần rắc đều ha anh chị. Nút nụ nút nụ thì nó to tròn như thế này nha quý vị. Hiện tại nó về đây ha. Đó, nhóc luôn. Rồi, giao luôn như đêm. Rồi, mã số 2 này 300. Rồi, xuống cây luôn. 300. Rồi, lên mã số 3. Rồi, lên mã số 3 luôn. Rồi mã số 3 thì em này cao tầm khoảng là hết đỉnh chắc khoảng tầm 1m6 ha, tán ngang khoảng 1m3. Cái hoành 23.5. Rồi 23.5 hoành. Thân cành nè quý vị ơi. Cành cũng bự ha. Lực ha. Rồi dừng lại đi. Nút nụ ở phía mấy cái em ta cành dưới nè quý vị nè. Bự không ha. Rồi giao luôn nhiêu đem. Rồi mã số 3 này ha, 308. Rồi 308 nha quý vị. Rồi xuống cây luôn. Rồi lên mã số 4 luôn. Rồi lên số 4. Rồi mã số 4. 4 thì em này cao khoảng tầm lấy 1m4 nha quý vị. Tán ngang gọn khoảng 80 ha. Cái hoành 17. Rồi hoành thì 17. Cành nữa ha. Này dừng lại luôn Tâm, vô ngẫu nhiên phần nút nụ luôn nha quý vị. Nụ cũng bự không đây ha. Trên dưới gì cũng vậy nha quý vị, nhánh nhỏ là nụ bự không đây ha. Rồi giá luôn nhiêu đây. Rồi mã số 4 này 250. Rồi 250. Rồi lên mã số 5 luôn. Em lùng lực nha anh chị. Số 5 lên luôn. Rồi em này cao lấy 1m4, tán ngang lấy 1m1 nha quý vị. Cái hoành đó sao? Cái này hả? Cái này cái cũ nó tà bá lửa luôn mà nó thấp quá ha. Cái này không có đo được ha. Một cốt mà lên đó nó bẻ tùm lum. Rồi, nút nụ ra to dưới vậy ha. Nút nụ thấy thương luôn nè. Cú nào cũng nút luôn. Tròn ha. Thương luôn. Rồi giao luôn như đây. Rồi mã số 5 này 206. 206 à. Rồi lên mã số 6 luôn. Nụ no như hoa anh đào bằng do. Rồi em này cao tầm 1m7 tính hết đọt ha. Rồi tán ngang khoảng tầm 1m nha quý vị. Cái hoành 18.5. Rồi 18.5 hoành. Hết đỉnh này khoảng 1m7 đây. Thân cành nè. Rồi giờ nó đánh cái nè. Rồi nút nụ tròn gió. Đặt cây luôn như vậy nè. Những cái chấm bi mình đặt máy của vậy chậm chậm mới tập.
Đó, tốc độ ha, đặt cây luôn ha. Rồi, chào luôn nha em. Rồi, mã số 6 này 300. Rồi, xuống cây luôn, 300. Rồi, lên mã 7 luôn. Rồi, lên luôn. Mã số 7 luôn. Rồi, mã số 7 thì em này cao lấy 1m1, cá ngang khoảng tầm 90 nha quý vị. Rồi, cái vành nè. Cái vành 15. Rồi, 15 vành. Ai, trời ơi, nụ thì thương quá ha quý vị nè. Nụ nó no tròn vậy nè. Đó. Dài qua đây cũng vậy ha, nụ no quá no luôn ha. Rồi, nhớ luôn nhiêu em. Rồi, mã số 7 này 180. Rồi, 180 mà quý vị. Rồi, lên mã số 8 luôn. Tới nhà rồi nhưng quý vị. Rồi, mã số 8 luôn ha. 8 này cao lấy 1m1, tăng ngang lấy ra 80 luôn quý vị ơi. Rồi, vô cái hoành luôn nghe Tâm. Rồi, cái hoành này. Cái hoành 12. 12. Rồi, dừng luôn. Rồi, nút nụ. À, đợt này nút nụ em nào nấy no 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 không ha. Rồi, giao luôn nhiêu đem. Rồi, mã số 8 này 120. 120. Rồi, mã 9 luôn. Luôn. Rồi, mã số 9 luôn. Rồi, số 9 em này cao lấy 1m1, có gì tán ngang lấy 90 ha. Cái hoành 15. Rồi, 15 hoành. Đây, thân cành luôn, rồi dừng luôn Tâm ơi. Đó, có gì nghĩa thân cành ha. Đó, còn nút nụ nè. Nè, no ha. Đó. Ok ha. Rồi, giá luôn nhiêu em. Rồi, mã số 9 này 180. Rồi, 180. Lên mã 10 luôn. 10 luôn. Rồi, mã số 10. Này cũng hơi cao cao ha. Này cao chắc khoảng 1m7 nha quý vị, tán ngang khoảng tầm 1m1, 1m2 vậy ha. Cái hoành 17. Rồi, 17 hoành. Thân cành cũng gì ngắm nghĩa kỹ thân cành ha. Thân cành. Rồi, dừng luôn tắt. Rồi, nút nụ ha. Bự bự không nghe có gì nè. Ruột to to đặt cây hết trơn ha. Chỗ nào cũng vậy nhưng quý vị nè. Rồi, cho luôn như đêm. Rồi, mã 10 250. 250. Lên mã 11 luôn. Rồi, 11 lên cây luôn. Rồi, mã số 11 thì em này cao lấy 1m4, tán ngang lấy 1m. Hoành 16 rưỡi. Rồi, 16 rưỡi hoành. Thân cành. Nghe kỹ thân cành ha. Rồi, bắt đầu mình vô nụ về. Nụ em này thì hơi nhỏ so với mấy em kia nhưng có gì. Rồi, nụ nhỏ ha. Giao luôn như em. Rồi, mã 11 này 208. Rồi, 208 này. Rồi, lên mã 12 rồi. Luôn. Rồi. Rồi, mã 12. Rồi, 12 thì em này cao khoảng tầm là 1m4 ha, tán ngang khoảng 1m3. Hoành 18. 18 hoành. Rồi, thân cành trước đây nha quý vị. Thân cành ha. Còn nút nụ rồi em dừng lại ha. Nút nụ thì quá xá to luôn nè. Thấy ghiền quá ha nè quý vị. Nào nút ha. Rồi, giá luôn nhiêu em? Rồi, mã 12 này 250. 250. Rồi, lên mã 13 luôn. Giá là mềm xèo luôn quý vị ơi. Rồi, mã số 13. 13 thì em này cao lấy 1m5 ha, tán ngang lấy 1m1 thôi quý vị. Cái hoành 18. Rồi, hoành 18 nha quý vị. Thân cành quý vị ngắm nghe trước đi ha. Thân cành. À, dừng Tâm. À, vô nút nụ quý vị. No no không này ha. No tròn. Bự bự không ha. Mấy nhánh dưới đây cũng vậy nha quý vị nè. Rồi, giá luôn nhiêu em? Rồi, mã 13 này 207. Rồi, 207. Lên mã 14 luôn. 14 lên luôn. Rồi, mã 14. Mã 14 thì em này cao lấy 1m5, tăng ngang lấy gọn gọn mét đi ha. Hoành 18 anh. Rồi, 18 hoành nè quý vị.
rồi thân cành luôn, ra từ từ xuống đây, rồi tiếp nha, rồi dừng luôn ha. Dần vô ngẫu nhiên em này cũng có nha, nụ cũng bự bự nè quý vị ơi, mà độ nhiều thì mình nó không nhiều là như mấy em vừa rồi ha, bự bự nè, nói chung là đủ để mình dịp Tết có ha, mà nó không có đặc lắm nha quý vị, cũng nút cũng bự bự ha. Rồi giá luôn như em, rồi mã 14 này 220, rồi 220, rồi xuống cây luôn, rồi lên mã 15, rồi mã 15 luôn, chia cành đều nha anh chị. Rồi em này cao lấy mít 4, tán ngang lấy gọn gọn 80, hoành 15 rưỡi, rồi 15 rưỡi hoành thành cành, em này nụ trắng giả trần, cành khá cành quá ha. Rồi dừng luôn em, dừng tập nó gì trắng giả trần, nút nụ này nó bung trắng bung xanh hết trơn gì nè quý vị, khá lắm nha quý vị, khá nút đủ lắm nha, khá nhiều nha. Rồi giá luôn nhiêu em, ra mã 15 108, rồi 108, lên mã 16 luôn, chi cành đều luôn, mã 16 lên luôn. Rồi mã 16 hôm nay cao lấy mét 6 luôn, cái ngang này chắc khoảng mét 2, hoành 16 rưỡi, rồi 16 rưỡi hoành, có gì đọc chủ rõ ràng ha, vàng cũng xè, cành cũng khá đặc. Rồi nút nụ đây, nụ nhánh nhỏ ở dưới nè, hiện tại nó dày như cái gì đó, trên thân thì cũng nút nụ cũng giống giống vậy nè, nụ đều hết trơn ha. Rồi cho luôn như đen, rồi mã 16 này 208, rồi 208 lên mã 17 luôn, rồi xuống cây luôn, giá nhỏ 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 nhỏ, vì vài trăm vài trăm dễ chơi ha. Rồi mã số 17, bảy này cao lấy mét 7 luôn, khá cao ha. Rồi tán ngang này chắc khoảng tầm mét 3 nha quý vị. Rồi cái hoành, cái hoành 17, rồi 17 hoành này tông cao cao nè, nụ no no không ha quý vị. Đây, lát nữa quay nụ sau ha, dần quay thân cành trước nè, này tay cành cũng đều quá nào quý vị. Rồi dừng tâm ơi, hay quá vậy, này nút nụ nó no toàn nè, no no nhiều lắm như cái gì nè, chỗ nào cũng vậy như cái gì nè, nụ no toàn, và dưới trên dưới cũng vậy như cái gì nè, no ha, không lưỡng hết trơn. Rồi giá luôn nhiêu em, rồi mã 17 này 304, rồi 304 lên mã 18 luôn, cây luôn. Rồi mã số 18 luôn. Rồi em này cao lấy mít 6 quý vị, tán ngang lấy mít 2 đi ha. Rồi cho cái hoành em nói luôn tâm, cái hoành 17 rưỡi, rồi 17 rưỡi hoành. Rồi xương cành nè quý vị, nắm cái kỹ xương cành ha. Rồi dừng luôn nghe tâm, xương cành ha, khá quá nè ha. Còn nút nụ đi, đại diện cái nút nụ là cái tay cành nhỏ dưới đây đi, nụ cũng bự 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 ha, trong đây cũng vậy quý vị, nụ no bự ha. Rồi cho luôn nhiêu em, rồi mã 18 này 220, rồi 220, rồi xuống cây luôn, rồi lên 19 luôn, ý mã phải không 19. Rồi mã số 19 đây quý vị ơi, ở nay mình quay là có 19 cái mai tàn, còn lát nữa phôi nha quý vị. Rồi, em này cao khoảng lấy mét 3 đi, tán ngang mét 1 đi ha, hoành 17 rưỡi nha anh chị, 17 rưỡi. Rồi hết cây này mình qua phôi nhưng quý vị, tàn nay quay giới thiệu cho quý vị mình 19 mã số thôi ha. Ở nhà vườn thì mình thấy vẫn còn nhiều nhưng quý vị, tại thời gian thì có hạn nhưng quý vị, nên quay giới thiệu quý vị mình như đây thôi. Còn quý vị mà có nhà ý có mua số lượng nhiều nữa, cái alo shop shop kết bạn Zalo gì quý vị mua tiếp nha. Zalo như đây em,
Rồi mã 19 này 300. Rồi 300 ha. Rồi tiếp tục rồi. Qua mây phôi nha anh chị. Rồi mã số tiếp theo 20, một phôi nha quý vị, em này cao chắc khoảng 1m7 ha. Rồi 1m7 cao. Một phôi trực. Anh nay là đa số là phôi trực không nha quý vị, hoành bự nha. Cái hoành 39. Rồi 39 hoành luôn, hoành đẹp nè. Số đẹp. Đế ok luôn nha anh chị. Rồi tay cành trước đây quý vị, tay cành này cũng về đúng ok quá rồi nè. Xe điều hết này cũng dạng phôi mình nuôi dưỡng nè. Đó, thì tay cành thì nó đẹp, đế nguyên bệ đế. Đó, cái tay mình bỏ cái vô cái bệ đế này không thấp thế gì cái bệ đế này hết trơn ha. Rồi xe tiếp luôn, mặt bên kia luôn, mặt đây thì quá đẹp rồi. Rồi bên đây cũng ngon quá nè. Đó, đặt hết trơn này ha. Đó. Đi sắp không? Chào luôn nha em. Rồi mã 20 này 2.8 triệu. 2.8 triệu à. Rồi ship toàn quốc luôn ha em. Dạ ship toàn quốc anh. Ship toàn quốc luôn quý vị ơi. Rồi lên mã 21. Mày bự chơi luôn ha. Rồi mã số 21, em này cao lấy 1m6 đây. Cái hoành 35. Rồi 35 hoành. Đó một em trật tay cành cũng đều rang luôn, từ trên xuống luôn đây. Đó. Em này thì nó còn nó thiếu tay cành ngay đây không vậy, gì quý vị ghép cái gì hay hoặc là mốt nó cắt nó tức tức nó ra thêm ngay đó nó là ok luôn ha. Rồi để xuống một bể ha. Đó. Mặt nào cũng có đủ trơn ha quý vị, tứ diện có đủ ha, không có trống mặt nào ha. Tay cành thì thiếu một chi một thôi. Rồi giao lưu bao nhiêu đây em? Rồi mã 21 này 2.2 triệu. Rồi 2.2 triệu. Lên mã 22 luôn. Rồi lên nổi không? Bọc bự không quý vị, nay cây to không ha. Mấy phôi là phôi to không à. Tắt rồi em này. Rồi em này mình ước lượng cao khoảng 1m8 nha quý vị. Mã 22 nha anh chị. Rồi vô cái hoành luôn đi em. Cái hoành 43.5. Rồi giữ ha, hoành to giữ ha. Rồi à, tay cành đều rang luôn này. Đấy, tay cành nè. Ghê quá đây quý vị ơi. Thì dừng lại luôn em. Ngặt cái em này nó lỗi một xíu chỗ đây ha. Bị chết rồi đó, bị chết cái rễ này ha. Lên lũa đây xuống nha quý vị à, chết cái rễ những lũa đó ha. Hoành bự nè. Tay cành đều, giá nhiêu vậy em? Rồi mã 22 là 1.4 triệu nha anh chị. Lẹ tay chút cây này ha. Hoành tới 44 là nha anh chị. Tay cành cũng ok ha. Để cá. Rồi lên mã 23. Rồi 23. Đây là cá nổi rồi đó. Rồi đó luôn. Chiều cao 59. Rồi. Cái hoành đó trên. Cái hoành 35. 35 đó trên những cái gì? Đó. Đó ở dưới cổ. Ở dưới là tới 40 là nhanh chị. Tính 35 hoành trên những cái gì? Đó. Đây, để đây, để bắp luôn. Đó. Rồi, giữ luôn như đem. Rồi mã 23 này 750. Rồi, xuống cây luôn, 750. Lên mã 24 luôn. Rồi, lên luôn. Em dán Hồng Kông ha anh chị. Bye bye siêu siêu Hồng Kông vậy nó. Chiều cao 61. Rồi. Cái hoành 30. Rồi, 30 hoành. Đây để đây. Rồi cho nửa vòng qua bên kia luôn. Rồi giao luôn như đem. Rồi mã 24 này 550. 550. Rồi lên mã 25 luôn. Số 25. Nặng nha. Em này trong mình mẩy mình thấy nó sần sùi quá sao. Cái này đẹp luôn nha anh chị. Để hồi quay kỹ trong mắt nó sù luôn. Rồi chiều cao luôn em. Chiều cao 98. Rồi để áp máy vô kìa. Cái hoành 42. À quý vị chính xác ha quý vị. À, còn trong mình nó thì trong nách nó lợn cận. Lợn cận vậy nè quý vị. Lợn cận vậy nè. Nhiều lắm. Sần sùi vậy đó ha. Cùng mình hết trơn nha quý vị. Nhân nhiều rồi. Sần sùi nhẹ 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 trơn nè. Cái này hàng tương lai không vậy.
nhiều quý vị trồng nó mạnh lên nó chảy dữ nữa ha. Về quý vị nhìn vô nó cũng có gọi là xuồng nhẹ được chưa quý vị ha. Rồi để luôn ha, đây quá xa nè. Giá luôn như em rồi, mã 25 này 3 triệu. 3 triệu quý vị đó. Lên mã 26 luôn, hai hoành mà xù xù nữa mà có giá vậy là nhanh tay chốt đi quý vị. Nhắn bay nhanh chị. Rồi 26, chiều cao 77. Rồi cái hoành 30. Rồi 30 hoành vô đấy luôn. Chịu trước có luôn, không bị chản luôn. Rồi giao luôn như em. Rồi mã 26 này 407. Rồi 407. Rồi xuống cây luôn. Lên mã 27 luôn. Rồi 27 lên cây luôn. Cái bự chản luôn. Ôi, đáng lên. Còn vài cây bự nữa là tới mấy em nhỏ. Bằng dù nha anh chị. Đó. Không bằng dù. Chiều cao 1m2. Hoành bự chản. Cái hoành 39,5. Rồi gần 40 hoành luôn. Nguyên cụm ta tàn đây quý vị đó. Dễ quý vị chơi gió lùa luôn. Này cho nó lùa đi luôn đó quý vị. Đó cho nó trải lùa quan hướng đây luôn. Đó, anh lợp cái tàn ngồi vô con trà. Rồi để đây. Đó. Rồi giá luôn nhiêu đây em. Rồi mã 27 này 1,7 triệu nha anh. À, 1,7 triệu cho em gió lùa. Lên mã 28 luôn. Rồi em 28 này đế đẹp nha anh chị. 28 chắc cây bự đó quá. Ui đó, còn em bự nữa thôi quý vị ơi. Chiều cao 86. Xong em bự này là tới mấy em nhỏ nhỏ nha quý vị, giá còn nhỏ nữa. Cái hoành 30 hoành đế rất ok ha anh chị. Tâm. Em này cũng có cái dấu hiệu nhưng quý vị, chứ mình không có nói em này nó xù như vậy nè. Trong nách hầu như nách nào cũng vậy, nó lục cục 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 phù phù ha. Đó. Dài dài với đại vậy ha. Đó. Dấu hiệu hết trơn rồi nè. Nách nào cũng lục cục phù phù chảy chảy nhẹ nhẹ hết ha. Đó. Nhưng mà này không có báo xù nha quý vị. Rồi để đây nha. Đó, kính quá nè quý vị. Chỗ nào cũng có ha nè. Nếu nó tính là đồ đặc cũng đặc đế quá nè ha. Giao luôn như em. Rồi mã 28 này 1,1 triệu. 1,1 triệu của quý vị ơi. Lẹ tay cái này nha anh chị. Cái này rất là ok luôn á. Từ đế đi thân thấy cái cũng ok nè. Giá đó cũng quá sao ok rồi. Rồi tới mấy em nhỏ nhỏ đây. Chiều cao 41. Rồi mã số 29 nha. Cái hoành 21. Rồi có cái tược nhỏ nhỏ đây mình chơi luôn ha. Đây cũng khá đế quá nào quý vị. Rồi giao luôn như em. Rồi mã 29 này 300. Rồi xuống cây 29 luôn. Rồi lên, lên 30 luôn. Luôn 30 luôn con anh. Rồi mã số 30. Chiều cao 39. Rồi cái hoành 22. Rồi này chị bông sai ha anh chị. Rồi giao luôn như em. Rồi mã 30 này 300. Rồi xuống cây lên mã 31 luôn. 31 đây. Chiều cao 34. Hai tay đón chào luôn. Cái hoành 18,5. Cái đế sao cái thân vậy ha. Mã 31 này 150. Rồi 150. Lên mã 32 luôn. 32 lên luôn. Đó, mấy em nhỏ nhỏ quay nhanh gọn lẹ luôn. Chiều cao 82. Rồi cái hoành 21,5. Rồi tay cành cũng ok quá nào quý vị. Dán siêu siêu tay cành đều. Đó mà để đây ha. Cái tiền hàng đây cũng đắt quá nè ha. Rồi giao luôn nha. Mã 32 này 340. Rồi 340. Lên mã 33 luôn. Rồi lên luôn. Chiều cao 46. 6. Cái hoành 23. Rồi này chừa lại cái tược nhỏ nhỏ trên ha, cho nó lẹ kéo mặt cắt ha, lấy lại cái đỉnh ha. Này về chơi Tết cũng có được nè. Có nó nụ trong đây nha quý vị. Về kiểm tra mặt hoa được rồi đó. Tay cành cũng ok ha. Đây cũng khá đế lắm rồi quý vị. Rồi giao luôn như em. Rồi mã 33 này 420. Rồi 420. Lên mã 34 luôn. Rồi 34 luôn. Chiều cao 33.
cái quanh 19. Rồi 19 quanh. Em này cũng có cái tược bên đây, cũng có mấy cái này về kiểm tra mặt hoa được rồi nè. À, nụ cũng có 4-5 cái nụ ở đây ha. Về kiểm tra mặt hoa. Giá luôn nhiêu đây em? Mã 34 này 130. Rồi. Rồi lên mã 35 luôn. 35 luôn. Chiều cao 45. Cái hoành 15. Rồi, em này có cái dáng hay hay nè. Đó. Đây, em ngừng lại xem cái dáng này thấy cái gì. Có 200 ngàn bạc, anh chị chốt qua này giùm em đi. Cái chân trước đẹp lắm luôn á. À, đây thân là lắc la, rễ là lắc ra giống như cái mình như này, tại cái đuôi nhìn thấy gì. Một xài hết ý ha, 200 ha em. Dạ 200 anh. Rồi, xuống cây luôn, đẹp quá, cái góc đó đẹp quá hình. Rồi lên mã 36 này cuối clip nha anh chị. Clip hôm nay quý vị ơi. Cao 21. Cái hoành 25. Rồi. Này gì anh ghép quá trời quý vị ơi. Để nó khá đế nè, giao luôn như em. Rồi mã 36 này 330. 33 ha, đế dạ. Đẹp quá nè ha. Này ghép 3 bốn bo rồi là lọc lại cái tàn là đẹp liền. Rồi, giờ lại cho em. Dạ, cuối clip thì Tâm, nhà Tâm thì may tàn nhỏ này rất là nhiều. Anh chị nào có cần may nhà thì nhà Tâm cũng có ha anh chị. Rồi vô xem ủng hộ clip giùm Tâm ha. Tâm xin cảm ơn. Rồi, bông tàn thì cũng còn nhiều lắm nha quý vị. Đó, sỉ lẻ đều có ha. Tâm sỉ lẻ cũng vậy ha. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.